Xin kính chào quý vị và bà con. Những ngày gần đây, các tàu cá công suất lớn của ngư dân thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận đã bắt đầu vươn khơi và đánh bắt trở lại. Nhiều tàu cá đã cập cảng với lượng hải sản khá, còn hàng trăm tàu cá khác thì vẫn đang nỗ lực tập trung đánh bắt ngoài khơi bởi vụ cá nam chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là sẽ kết thúc. Tuy nhiên, bà con lưu ý, chiều nay thời tiết ở khu vực biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, Kiên Giang, ra đến ngoài khơi, khu vực huyện đảo Trường Sa, thời tiết vẫn xấu, mưa tiếp tục xuất hiện nhiều, đề phòng lốc xoáy và gió giật nguy hiểm, rất dễ xảy ra trong mưa dông. Sóng cao từ 0,50 m đến 2,50 m, tầm nhìn xa giảm thấp chỉ còn từ 4 đến 10 km. Trong khi đó, thời tiết ở vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận và quanh huyện đảo Hoàng Sa thì lại tốt hơn, mưa chỉ xảy ra vài nơi với tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió dưới cấp 4 và độ cao sóng là từ 1 cho tới 2,50 m. Trên đất liền, dự báo chiều và đêm nay ở khu vực Bắc Trung Bộ sẽ còn tiếp diễn mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 20 cho đến 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra cả lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết đáng chú ý trong các bản tin thời sự tiếp theo.